Em thuyết phục chị về hai yếu tố, thứ nhất là về hình thức, thứ hai là về giọng hát. Đoạn kết thì tôi chờ một cái gì đó nó bứt phá hơn để mình có thể kết được. Thì tôi vẫn chưa thấy điều đấy. Trời vương nắng là thu bay bay, con phố dài ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi. Nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi. Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về anh. Nhiều khi làm đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, trao nhau tình nồng ấm chẳng. Đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, trao nhau tình nồng ấm chẳng. Sáng tác nhạc sĩ Đức Trí với Lưu Hiền Trinh, mã số 07.
Và quý vị biết không, bài hát này là một bài hát sở trường của Lưu Hiền Trinh. Chúng ta vẫn còn nhớ vào đêm đầu tiên của tiếng hát truyền hình 2012 thì bạn Lưu Hiền Trinh là một trong ba thí sinh nằm trong nhóm tự tin có số điểm tạm thời cao nhất trong vòng chung kết cuộc thi này. Và không biết là ngày hôm nay với bài hát sở trường của mình thì bạn Lưu Hiền Trinh có giữ vững đúng phong độ của mình hay không? Chúng ta hãy nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời. Xin chào em. Chị rất thích bộ đồ của em. Nó rất hoành tráng, rất hoành tráng. Và chị cũng đang hơi lo là không biết em sẽ xoay sở như thế nào với bộ đồ hoành tráng và quy mô như thế này. Nhưng mà phải nói nó tạo cho em được một cái ý tưởng ngay từ, tạo cho khán giả một cái ý tưởng của em ngay từ khi em bước ra. Và em cứ như là một cái bông hồng nhỏ, nó mọc lên trên một cái gì đó mà nó rất là mãnh liệt và nó đẹp lắm. Chị thích hình ảnh này. Chị cũng có một cái váy giống em. Đúng hàng rồi chị. Vượt qua tất cả những cái điều đó thì phải nói rằng đêm nay em lại là một người khác của đêm trước. Đêm trước em lúng liếng, em dễ thương của cặp ba lá. Và đêm nay em lại cho thấy một cái sự đầm thắm, sự mạnh mẽ và đầy khát khao trong bài hát như thế này. Và chị luôn luôn mong muốn rằng em hãy giữ đúng cái nội lực này, đúng cái sự mãnh liệt và trong sáng và rất thông minh trong cách thể hiện bài hát của em, thì em sẽ có những cái bứt phá trong thời gian kế tiếp nữa. Chúc mừng em. Còn nữa chị, tại sao mà mọi người luôn nói là Lưu Thiên Hương luôn cho điểm cao? Chị nói một lý do là các em là 8 thí sinh đã vượt qua rất là nhiều những thí sinh, và để đứng ở trong cái phần chung kết này thì các em đã phải nỗ lực rất là nhiều. Đấy là cái phần thưởng mà chị dành cho các em. Hơn nữa là chị muốn nói thêm với Trinh là hôm nay chị rất thích Trinh hát rồi, nhưng mà chị muốn là các tuần sau Trinh sẽ cố gắng hơn. Khi mà chọn một bài nhạc nhẹ mà khi mình đã hát lại một bài hát, mình muốn có cái cách xử lý riêng, mình muốn có cái cách hát riêng của mình. Đầu tiên mình phải nghiên cứu, thứ nhất về cái phần dung và cái cảnh phần luyến láy, nó sẽ tạo cho một cái bài hát nó sẽ văn minh hơn, sẽ mới hơn. Ví dụ như cái câu em sẽ yêu anh yêu mãi thôi. Cái phần dung của em thì chị muốn nặng hơn một chút thì nó sẽ văn minh hơn. Ngay từ đoạn đầu em xử lý cũng thế. Chiều vương nắng, na na na, chung bay dòng trời. Nó nặng hơn và nó sẽ văn minh hơn, và nó tạo cái cảm giác nó sẽ phê hơn. Cảm ơn em. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương rất nhiều. Và dường như là đêm trước các bạn thí sinh... Vâng ạ, chị Thanh Lam có ý kiến ạ. Cho chị được phép hỏi em, nếu như được một cái giải thưởng trong cuộc thi này, khi bước ra khỏi cuộc thi thì em sẽ chọn dòng nhạc nào để là cái sở trường của mình để hát? Xin kính thưa ban giám khảo cũng như toàn thể tất cả các quý vị khán giả. Thực sự là trong đến thời điểm này em vẫn đang lựa chọn cái phong cách âm nhạc của mình, và vì thế em muốn tham gia cuộc thi này để xem đâu là lợi thế mạnh nhất của mình, và em sẽ theo cái dòng nhạc mà em thể hiện tốt nhất qua cuộc thi này ạ. Tại sao chị lại hỏi như vậy? Bởi vì là chị thấy em chọn hai cái bài nó khác nhau quá, rất là khác nhau. Bởi vì thật ra thì khi mà nghe nhạc để chọn bài hát thì cũng làm một lần nữa để thử cái phong cách của mình, cái thẩm mỹ âm nhạc của mình và cái tư duy âm nhạc nữa. Thì chính vì vậy chị nghĩ rằng là theo chị, nếu em đã thi, em tất nhiên là mình phải chọn một cái sở trường tốt nhất cho mình, nhưng không nên hai cái thái cực nó khác nhau quá. Chị hy vọng rằng ở cái phần tiếp theo, nếu em đã chọn cái phong cách này thì cứ xuôi theo cái phong cách đó để mình tạo được một cái chất riêng của mình, chứ không phải là mỗi một đêm thì lại một cái phong cách khác hẳn nhau. Theo chị thì như vậy. Ý chị Lam nói là em, chị phân tích thêm cho Trinh biết sẽ rõ hơn cho em, để có lợi hơn cho em, đó là khi mà mình vào một cuộc thi thì mình, khi mà chọn một ca khúc thì mình chọn thứ nhất là thể loại âm nhạc, và thứ hai là em nghiên cứu thêm cái ca từ và cái mà để phù hợp với một cuộc thi. Cái đấy là cái rất là quan trọng, cho bởi vì là khi mình ra
khi mình trình diễn trên sân khấu và mình hát cho khán giả nghe thì mình có thể chọn những cái bài hát mà nó khán giả thích hoặc là chiều theo lòng khán giả, hoặc là những bài hát mà nó có thể là nó không cần quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều về những cái văn học. Thì chị nghĩ là trong cuộc thi thì chị ban giám khảo cũng đòi hỏi các em là khi mà chọn bài cũng phải thông minh và phải để ý rất là nhiều về phần ca từ cũng như âm nhạc. Dạ. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo. Và chắc chắn là bây giờ Lưu Hiền Trinh đã rất hồi hộp để chờ đợi số điểm của ban giám khảo rồi ạ.